chưa? Chú rể chưa được xuất hiện, chờ một chút đã. Xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Trường Giang, được hai anh chị giao làm nhiệm vụ MC cho buổi tối ngày hôm nay. Tôi phải giới thiệu đầy đủ họ tên rồi vì nhiều khi vẫn hay được hỏi là Trường Giang đây nhã phương đâu. Không, chỉ có em thôi ạ, em là Trường Giang không nhã phương. Và thưa các anh chị, sáng nay tại nhà cô dâu ở quận 12 đã diễn ra lễ vu quy với một cái dàn hương quả rất hoành tráng. Đó là những quý ông rất lịch lãm là bạn của chú rể. Và đặc biệt là dàn hương quả nữ là những bạn, những cô gái cực kỳ xinh đẹp. Vàng mẫu hương quả rồi mấy cái anh kia là hấp hấp hết rồi. Có thể nói là dàn hương quả mà xịn sò nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xin hỏi là dàn hương quả nhà gái đâu ạ? Có thể giơ cao tay lên giúp tôi được không ạ? Yeah, những cô gái rất xinh đẹp. Và xin hỏi các chị, các bạn nếu ở đây, nếu như chúng ta có một ý tưởng cho mình về một người đàn ông, một người chồng, thì cái gu của mình sẽ như thế nào ạ? Sẽ như thế nào? Gu cứ đưa tiền hết cho tao. Xin hỏi các cô, các gì ở đây, nếu như chúng ta đã lập gia đình rồi, cho chồng cứ đưa tiền hết đây. Chọn chồng gu là đưa tiền hết đây cho tao. Nhiều khi chúng ta đã có một cái mong muốn có một cái gu cho người chồng tương lai của mình, nhưng đôi khi chúng ta lại gặp phải một người mà khác hoàn toàn. Thì thưa quý vị và các anh chị, câu chuyện của anh Hùng và chị Thúy là một chồng câu chuyện béo nha. Quý vị có muốn nghe một chút về câu chuyện của hai anh chị không ạ? Quý vị muốn nghe một chút về câu chuyện của hai anh chị không ạ? Thực ra thì tôi cũng em muốn đến anh chị ngồi chờ bên một hơn một tuần thôi. Và khi mình nói chuyện với anh chị thì hai anh chị tôi cảm thấy ngưỡng mộ anh Hùng vô cùng. Làm sao được vậy? Ngưỡng mộ anh Hùng vô cùng. Anh Hùng đã chủ động làm quen với may quá anh chị đến đúng còn đúng một chỗ đầu xe. Nhắn tin và thưa các anh chị phải nói là một hành trình rất là bền bỉ, phải năm mấy hơn một năm trời nhắn tin mà chị tí nữa là trở về ra đúng không? Chạy lắm ạ. Và đến một ngày chị Thúy có đăng một bài trên Facebook của anh Hùng, tức quá rồi không chịu được nữa. Lúc này mới nhảy vào bình luận chọc chơi đó. Và lúc này hai người mới trả lời nhau. Bước bước trả lời là có cãi nhau, có đánh nhau thì mới nhận ra nhau đúng không ạ? Hai chị bắt đầu chủ động làm quen, hẹn gọi là cà phê thôi. Và chị Thúy vẫn nói rằng là gì? Mong anh không phải là vũ của em. Thế là chúng mày phải chửi lộn mới có chồng. Em không biết nói tiếng Anh. Chửi lộn mới có chồng. Chị Quý vẫn chủ động giới thiệu anh Nam Hùng cho rất nhiều bạn bè của mình. Nhưng cuối cùng đi ông cưới. Cuối cùng chắc là quý vị ở đây biết mảnh pháp anh là mọi lệ của em. Bắn không lên đền đà. Và đúng đấy. Anh Hùng là mọi lệ của chị Quý. Đi ông cưới. Để rồi dành cả thanh xuân đi ông cưới mà. Và có được lễ thành hôn như ngày hôm nay. Và quý vị đã sẵn sàng để chào đón người đàn ông dũng cảm và bản lĩnh đó chưa? Sẵn sàng chưa? Hãy cùng có tên lớn lên giúp tôi chào đón Thái Hùng. Chào cả nhà. Rồi. Anh Hùng dừng ở đó thôi ạ. Anh Hùng dừng ở đó thôi. Dừng ở đó thôi. Hai em chị quyết định là không chụp một bộ ảnh cưới thật là hoành tráng và cũng không quyết định đi thử đồ, bởi vì người ta nói là gì ạ? Save the best for last. Anh chị muốn dành cái khoảnh khắc lần đầu tiên chú rể được nhìn thấy cô dâu, người vợ tương lai của mình xinh đẹp, lộng lẫy trong tà váy cưới. Và hãy giúp tôi chào đón cô dâu Ngọc Thúy. Ngày hôm nay được nhìn thấy người vợ của
mình. Xin kể như thế này, quý vị biết không, trước khi hỏi cho mình chia sẻ cái này nữa, tại vì công việc của chị Thúy là một người mẫu chuyên nghiệp, thường phải trang điểm có makeup rất nhiều, nhưng anh Hùng lại không được nhìn thấy makeup quá nhiều, đúng không ạ? Tại vì là bay qua bay lại giữa Việt Nam và Mỹ, cho nên mỗi lần mà hai chị chơi riêng với nhau, chị Thúy để mặt mộc không ạ? Ăn mắm rất là bị thương, rất là dung dị và mà giả dị. Nhưng hôm nay thấy chị ấy xinh đẹp như thế này, em thấy anh quá mồ hôi rồi các chị ạ. Anh có muốn nói gì với chị Thúy không ạ? Cô dâu của tôi đi, vì bạn tôi đứa nào cũng đẹp. Và thưa quý vị, hãy có thành lớn hơn được không ạ? Để giúp chúng tôi chào đón hai bác gái. Mẹ của chú rể là bác Cao Thị Thanh Hiền. Và mẹ của cô dâu, hai người đã nắm chặt tay nhau. Bác Nguyễn Thị Cẩm. Nguyễn Thị Cẩm Sen. Và đằng sau một người đàn ông đang hộ tống hai bác là ba của cô dâu. Hãy cạnh cao một trăm cái đàn dưới được không ạ? Bác trai Nguyễn Chí Minh. Và thưa quý vị, cái mẹ tôi đây là bác gái của bác gái là sinh ra cái hồn. Và cũng như bên kia là ba mẹ cô dâu. Và quý vị em nhìn thấy hình ảnh một gia đình vô cùng hạnh phúc ngày hôm nay. Và chắc bây giờ đây thì con xin phép được hỏi cô Hiền một chút. Cô Hiền có biết là gia đình mình là cứ bay qua bay lại giữa Mỹ và Việt Nam rồi cô? Vì nhưng mà mình thì thường ở Mỹ nhiều hơn hay là ở Việt Nam nhiều hơn ạ? Ở Mỹ nhiều hơn. Mỹ nhiều hơn. Nhưng mà sau hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ ở đâu nhiều hơn ạ? Tôi sẽ ở với bên nhau thôi là Thúy. Nhưng mà tại sao lại lại chọn là ở Việt Nam ở bên Thúy nhưng cô chị Thúy nhiều hơn? Nhiều khi là mình ở với chị còn chờ đón cháu nội nữa phải không ạ? Cảm ơn. Mong cho cháu nội. Cảm ơn. Tôi cũng xin thay mặt cháu nội và con khác hai hộ đã tới đây chung vui với hai con tôi và chúc cho tất cả các bạn bè của hai hộ hai cháu. Nhiều này nhìn mặt cũng nôn cưới rồi. Xin cảm ơn. Cái con nôn cưới nhất là con này này. Rồi con xin phép được con này này đâu anh hả? Đó, nhà này sự nghiệp lắm, nhà này phim hả? Mẹ của chú rể nói bây giờ nhờ mẹ cô dâu nói, đúng không ạ? Rồi cô bây giờ bên nhà kia người ta có lời. Mà tôi biết nha, tôi hồi nói chuyện với cô, tôi biết là nhà mình là có bốn chị em gái, đúng không ạ? Mà đã ba đứa trước là đi rồi. Bây giờ là mình cũng nhiều kinh nghiệm rồi. Nên chắc là bây giờ mình cũng có đôi lời với các con, cũng như là với các người nhà này không? Nhà anh Thúy lắm chị em nè, bốn chị em. Cảm ơn các bạn khác, bốn người anh. Cô bác, bạn bè, thân mến của Thúy như mày. Trước nhất là tôi
là mẹ thấy cũng có trả lời đến các anh chị cô bác là cảm ơn rất nhiều đến vui với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Tóc mới dập xuống mà. Đăng ký lên thì chú sẽ có muốn tranh mic của MC. Hình như là chú anh muốn nói gì nữa mà. Con cảm ơn. Chị Vũ Huyền ấy, tóc này làm giả đẹp, làm thật xấu lắm. Cái dập giả mất 90.000 đấy. Dạ vâng ạ, tại vì chú rể có hơi quát một hơi hình ảnh một chút. Anh có nói là cảm ơn ba má bên nhà gái. Cảm ơn ba má cả môi, cả thân tóc hết một. Đặc biệt là cảm ơn má 160. Bởi vì là má là người đẩy Huyền nhiều nhất. Mới có được cái hạnh phúc ngày hôm nay của hai chị. Hãy dành cho các hai gia đình một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và bây giờ đây để thể hiện sự tri ân của mình đối với các hai bác hai bên thì chắc là xin mời anh chị sẽ dâng rượu cho hai bên hai bác ạ. Bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Và thưa quý vị, ở trên sân khấu lúc này đây em cưới Bình Thạnh, cặp đôi hạnh phúc nhất. Và chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức cắt bánh và góp sân bánh. Dây 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 quay với mẹ ơi. Anh chị sẽ cùng bước qua quay cắt bánh với mọi người. Thank you.
xin mọi người hai đi giữ thể nhất thành trăm ô tô đưa thể. Và thưa quý vị ở bên dưới ạ, bây giờ đây thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly lên để cùng chúc mừng cho anh Hùng và chị Thúy được không ạ? Ly của quý vị đâu rồi ạ? Ly đâu? Ly đâu? 1, 2, 3. Cưới con Thúy Hí. Béo vãi đái các bạn, em đứng lên cho bạn dò bộ cánh của em, bút bia mẹ, nước đỉnh vượng 100. Đây là những người thầy không mời gặp cảnh. Bố đây à? Em ơi, lấy nước cho bạn anh luôn, em uống gì vậy? Nước suối cho bạn anh luôn nha, cho em một coca luôn. Quý vậy? Đen, trắng và màu nước. Còn nó mời nó hẹn em ra thì anh cứ nói là cuối tuần. Không không chưa. Nó chỉ có nói là ngày 29 em mới chết là nó hẹn. Bình thường tôi đi thì tôi uống rượu đấy. Nhưng mà giờ lại thổi nồng độ cồn ghê quá thôi nhỉ. Ý em nói là giờ trong em chào chị Hồng Vũ Thị. Nhưng mà lại nè, nó xếp được cuộc đi chơi là chỉ là một cái cuối tuần. Nên rồi là đám cưới thì cũng được ai đặt về. Em mới đi dập phòng. Anh nghĩ là vấn đề là lo là trong không sao. Tao em giải phết được các chị. Giải phết rồi đấy. Để các bút cho bạn. Em mốt mời đám cưới phải ta thu hết điện thoại mới được. Mấy con này nha. Mấy con rời. Mấy con rời đi đám cưới cầm điện thoại này. Tại vì là mỗi năm mỗi khác. Chỉ là đúng tháng 11 thôi. Nhưng mà cái ngày mỗi năm mỗi khác. Đúng. Nó sẽ thông báo chưa? Nó sẽ thông báo trước cho mình đầu năm. Bao giờ lợi cưới vợ? Yêu là cưới. Yêu ai chưa? Làm gì chứ toàn những người đẹp không mà muốn sợ lớn sợ công an. Nhưng mà bây giờ anh làm sao đấy thì làm gì chứ toàn là con em không được người yêu. Chết mẹ đi tòa hết pin rồi.
Bye bye các thằng, nhân điện thoại tôi hết pin.